Người tôi cho chúng ta là một amin đơn chất, một alken và một alkan. Như vậy, trong hợp này thực chất chúng ta chỉ có ba nguyên tố là CH và N. Khi đốt cháy thì C sẽ tạo thành CO2, hydro sẽ tạo thành 0,5 nước, còn nitơ sẽ tạo thành 0,5 N2. Ở đây người ta cho tổng khối lượng của hỗn hợp là bằng 12,95 gram. Chúng ta sẽ tính được mol của CO2 là bằng 0,85. Nitơ 0,025. Như vậy chúng ta chuyển qua đây, C chúng ta là 0,85, nitơ là 0,05. Thằng này chúng ta cho nó là A đi. Chúng ta có 12,95 sẽ bằng 12 nhân cho 0,85 cộng cho A cộng 14 nhân cho 0,05. Giờ đây chúng ta sẽ tính được A. Hai phẩy không năm. Rồi, khi đó chúng ta cho chúng ta sẽ đi bảo toàn oxy. Ta có hai lần mono 2 sẽ bằng hai lần mol CO2 cộng cho mol nước. A chúng ta là không là 2,05. Thì nước bây giờ sẽ là 2,05 nhân cho 0,5, 1,025. Như vậy chúng ta có 2V chia cho 22,4 bằng 2 nhân cho 0,85 cộng cho 1,025. Tức là chúng ta tính được V bằng 30,52. Như vậy cô đúng, bây giờ mình chọn là câu B.